Em xin giới thiệu đây là radio đèn hàng châu Âu, sử dụng điện 220. Hiện tại tình trạng là của hai radio này không hoạt động, chủ yếu mình dùng trưng bày hoặc mình lấy củ lo bát toàn giải phía trong radio để mình làm thành hai cái lo toàn giải để mình sử dụng với hai mục đích, vừa để trưng bày cho đẹp, có nét hoài cổ. Mục đích thứ hai là lấy củ lo bát từ trong ra, mình có thể chế thành một cặp loa toàn giải dùng để nghe nhạc cực kỳ chất lượng. Hàng châu Âu, sản xuất từ năm 1945 đến năm 1965. Ngoại hình rất đẹp. Riêng đối với em thì thấy cặp này đẹp vô cùng. Mình có thể trưng bày này trong phòng khách rất là sang. Hoặc đối với những cái quán ăn, cái không gian cần trưng bày để cho có cái nét độc đáo riêng, cho có cái nét hoài cổ, thì mình có thể sử dụng hai cái radio này trưng bày đều đẹp hết. Radio này thùng vách dày dặn, sử dụng gỗ lạng 100%. Kiến còn nguyên không bể nha. Tuổi thọ lên tới vài chục năm như vậy mà ngoại hình còn đẹp như vậy hầu như rất là ít gặp. Phía trong lo bát của nó là 16cm nha. Đây em quay gần củ lo bát cho mình xem. Ở bên này cũng vậy, là 16cm. Những cái tủ to như vậy thì các anh thấy nội thất của nó. Em bán một cặp luôn nha. Vì sao em bán một cặp? Thứ nhất là dễ trưng bày, cái thứ hai là dễ lấy củ lo bát để mình chế thành thùng lo toàn giải sử dụng. Giá bán của cả cặp này là 3 triệu. Khi mua hàng bên em có hai cách thanh toán. Một là chuyển đủ 100% 3 triệu, hoặc mình chuyển cọc 50% là 1,5 triệu, nhận hàng thanh toán 1,5 triệu còn lại. Và bên em bán hàng không bao ship, vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Em ship hàng toàn quốc nha, chỉ cần cho địa chỉ là em ship hàng tận nhà. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn cũng như gửi hình ảnh chi tiết. Đây cũng là số Zalo bên cửa hàng em. Vào Zalo em sẽ gửi hình ảnh cho mình tham khảo trước khi mua hàng. Ê, hai cái radio rất đẹp, thùng vách góc cạnh còn rất là ok. Bây giờ em sẽ quay ra mặt trước, mình cùng xem kích thước nha. Chiều cao của cái bên tay trái em là 30cm, chiều ngang là 48cm và hậu sâu 23cm, thiết kế rất đẹp. Cái bên này chiều cao là 27cm, chiều ngang là 40cm và hậu sâu 21cm. Tổng thể hai cái như vậy. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Các nào mua hàng cứ liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng.